hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, kẻ tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vài gầy, lầu kín trăng về không lối chiếu, gã cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu lan tóc xõa bên rèm, lầu vắng không người, giọng khép kín nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thêm. Lầu vắng không người, giọng khép kín nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá. Wow, một anh chàng rất đẹp trai. Chắc là các anh ban nhạc ganh tị với bạn lắm. Để xem mấy anh cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Xin mời số điểm đến từ ban nhạc. Wow, Khanh xin mời anh Khoa. Hôm nay em đã chuyển thể lại em hát, anh thấy cũng rất là hay. Em đã giải quyết tốt về phần bài về đâu mái tóc người thương, rất là tốt. Nhưng bài qua bài Lý Mỹ Hưng có em có vài nốt nó hơi non với lại nó cũng chưa đúng lắm. Nhưng mà anh rất là khuyến khích em đã có hôm nay có cái vượt bậc khác. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Khoa. Đối với anh hôm nay em làm rất tốt. Thực ra hai cái bài này đối với nó ghép vào với nhau nó không quá khó. Nó cùng tông, nhưng mà cái sự tự nhiên để mà người ta mặc định, người ta quên đi cái việc là em đã từng hát những dòng khác trước. Thì đối với anh nó vẫn còn một chút gợn. Giọng của em so với cái chất này nó vẫn còn hơi cứng một chút xíu. Em đã cố gợi tình để làm nó mềm đi rồi. Nếu mà em hát nhiều thì anh nghĩ là nó sẽ biến mất những cái điều đó. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Chúng ta cùng xem tổng số điểm của Tiến Vương là 76 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Tiến Vương là bạn đang đứng ở vị trí thứ 3. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Khanh xin mời anh Duy Trị Vũ. Mọi người quên mất một điều á, là đây không phải là sở trường của Tiến Vương. Tiến Vương đâu phải là sở trường hát nhạc bolero đâu. Mà hôm nay còn thêm một bài Lý Mỹ Hưng vô trong đó nữa. Em hát rất ngọt ngào. Nếu như mà không có để ý là có thể nghĩ là em đã hát nhạc bolero từ rất lâu rồi. Và cái này không phải dễ hát chút nào hết. Chỉ cần nghe cái câu cuối cùng tiếng lá rơi thềm là đối với Vũ là đã đủ 10 điểm rồi. Bài Về đâu mái tóc người thương Tiến Vương hát rất tốt.
Chỉ có một cái điều cô muốn nói, hát làm sao không cho người ta biết mình là người Nam hay là người Bắc. Nhớ em tôi gọi tên. Yeah. Chứ không có nhớ em tôi gọi tên là người ta biết mình người Nam hát. Nó khó cái phát âm chỗ đó nha. Cái Lý Mỹ Hưng qua cũng rất là hay. Và cái câu chót đúng như Dương Triệu Vũ nói, con xuống rất là nhẹ. Đẹp lắm. À, và một lần nữa thì em rất là cảm ơn ban nhạc đã ủng hộ em hoàn thành tốt bài dự thi vừa rồi, cũng như là em cảm ơn sự góp ý của ban giám khảo cũng như là tất cả các bạn khán giả luôn ủng hộ em hết mình. Em xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và một lần nữa chúc mừng Tiến Vượt. Nhi thân mến, tất cả mọi người đã đứng lên vỗ tay cho bạn. Rất hay, rất cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc chấm bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Wow, một số điểm rất là cao. Anh hỏi anh Trung ạ. À, em hát mà anh muốn rớt nước mắt về em luôn nha. Cảm động vô cùng. Lần đầu tiên anh cho điểm 10 trong cái cuộc thi này. Anh thích cái tiết mục này lắm. Cảm ơn anh Trung ạ. À, anh muốn nghe chia sẻ của anh Thảo ạ. Cái phần thể hiện của em rất tốt.
Đúng ra là anh chỉ cho em 9 thôi. Em phải giữ như thế nào khi mà em hát á, em làm cho người ta khóc. Em phải dằn nén cái cảm xúc của em xuống. Em hát mà em khóc em sẽ bị lạc giọng. Cái khúc sau đó em lấy lại rất là tốt. Chính vì vậy mà anh phải cho em 10 điểm thôi. Nhi đã đặt quá nhiều tình cảm của mình vào bài hát này nên có những chỗ không được như ý muốn. Cảm ơn anh Thảo ạ. Thanh xin được hỏi anh Hoàng Bách. Nhi sử dụng cái cảm xúc của mình rất là tốt. Nhưng cái đoạn đầu á, thì rõ ràng là em đang bị lo lắng. Tại vì em đặt quá nhiều tình cảm vào cái bài này. Đây là một cái bản mashup 3 bài hát. Như vậy là mình tự đánh đố bản thân của mình. Bởi vì ba cái bài hát dù nó cùng là về mẹ, nhưng cái ý tứ của từng tác giả nó sẽ khác nhau. Và cái lối tư duy của mình nó cũng sẽ bị phân chia ra thành 3 lần. Nên là có những cái đoạn anh thấy em hơi bị băn khoăn một chút. Và anh nghĩ là không phải mình anh nhận ra cái điều đấy. Thì đáng tiếc anh chỉ cho 9 được rồi. Cảm ơn những chia sẻ của ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Yến Nhi là 78 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 3. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của Phương Dung ạ. Liên tiếp hai thí sinh ra dự thi đều có những giọt nước mắt. Một người là vì tình yêu và một người vì tình mẫu tử. Em hát ba bài này liên kết với nhau, hết sức cảm động với cái hình ảnh background là người mẹ của mình. Cô Phương Dung khi mà nói về mẹ hay khóc lắm. Cô 11 tuổi từ Gò Công lên Sài Gòn dự thi ca sĩ, cô phải có một cái sự ủng hộ rất lớn của mẹ mình. Và vậy mà cô vào tới chung kết. Cái phần trình diễn này cô rất là tán thưởng em. Em hát bằng cả trái tim của mình và một cái sự liên kết quá tuyệt vời với sự hòa âm phối khí của ban nhạc. Rất cảm ơn ban nhạc và cảm ơn em. Một sự thành công của bạn là đã lay động được hết tất cả cảm xúc của tất cả mọi người ở đây. Bây giờ Khanh xin mời danh hài Chí Tài ạ. Anh có lời khen Yến Nhi là bữa nay make up mặc đồ rất là hợp với cái tiết mục của em hát. Và em đã truyền hết cái cảm xúc của em tới cho tất cả ban nhạc, đặc biệt là cái anh thổi kèn. Anh nói mà anh nức nở. Thật ra là không phải mình ảnh đâu mà anh cũng khóc đó. Hồi nãy quay trong kiếm cái cô trợ lý tính lấy khăn giấy để chậm chúng thôi, sợ lên hình nó xấu. Nhưng mà thôi nãy giờ nuốt vô luôn rồi. Thật ra là anh chỉ chúc mừng em có một cái tiết mục biểu diễn thật là tốt. Đối với Vũ đây không còn là một cái tiết mục thi nữa, mà nó là một cái tiết mục biểu diễn. Em gửi gắm rất nhiều tình cảm vào cái bài hát này. Và cái đoạn mà làm cho Vũ cảm động nhất là chính là bài Mẹ Tôi. Khi mà em hát xong thì anh không cần biết là em có lỗi gì hay không lỗi, nhưng mà cái cảm xúc mà em gửi đến anh á, và một cái sự biết ơn dành cho cha mẹ, đó lý do tại sao mà cả ba người dưới đây đều đứng lên ở ngay cái đoạn cuối. Cho nên tiết mục này em rất thành công. Chúc mừng em. Một sự thành công của bạn là đã lay động được hết tất cả cảm xúc của tất cả mọi người ở đây. Đến thời điểm này, điều mà em sợ nhất là không còn nhìn thấy mẹ của em nữa. Nhưng mà ngày hôm nay bạn đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Cái người quan trọng nhất trong mỗi cuộc đời con người đó là người thân mình, và đặc biệt là ba mẹ. Thông điệp rất là đẹp đến từ Yến Nhi ạ. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Yến Nhi đã hoàn thành phần dự thi của mình. Tràn pháo tay thật lớn cho Đinh Trường cùng với vũ đoàn Phương Việt. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo ạ. Hồi nãy cô xem Trường diễn, cô rưng rưng nước mắt. Tại vì em đóng tốt, quá trang như vậy là em cũng có một cái lá gan rất lớn để làm và thu phục cái cảm tình của ban giám khảo cũng như tất cả những người ở đây. Con đi ra đó là đã giống rồi.
Còn cái giọng hát thì cô không đề cập tới. Rất là xuất sắc, cô có lời khen. Xin cảm ơn cô. Đặc biệt cái phần cuối, nếu mà em chịu khó em nghiên cứu thì là lúc em nghe cái nhạc đó, tới sớm một chút xíu nữa để em đưa cái bàn tay em đưa tới cái mặt gương mặt cô gái mà tay nó phải rung rung, hiểu không? Dạ. Đó, rồi cái điểm mà cao nhất của em là gì? Em cầm cái bàn tay cô gái lên và em thả cái bàn tay gái xuống đúng lúc bằng nhạc. Ram. 10 điểm. Ram. Đó là những chia sẻ của anh Chí Tài à. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những nhận xét của ban nhạc với phần dự thi của Đinh Trường. Và chúng ta hãy cùng xem anh Minh Khang ạ, nhận xét như thế nào. Anh hiểu được cái câu chuyện này, em phải hát được cái khuôn mặt phải gan tức với lại ông linh mục giáo viên sai sĩ quan. Nhưng mà cái gan tức nó chỉ diễn bằng ánh mắt thôi, chứ mà một nghệ sĩ kịch nói bình thường còn mặt với lại miệng đồ nữa, em đang hát sao bầm miệng được, gan được, nó hơi bị khó ở chỗ đó. Cảm ơn anh Minh Khang. Đó là những chia sẻ của ban nhạc và ban giám khảo, và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho Đinh Trường đã hoàn thành phần thi thứ hai của mình. Đang về quanh em, gặp hết nhớ thương qua mùa yêu sâu. Đã biết xót xa khi mùa đông qua. Từng đêm nhớ thương, từng đêm ngóng trông. Hãy hát khúc ca cho ngày yêu nhau. Dẫu biết trái tim anh thuộc về ai, đã biết nhớ thương không còn quen đây. Là thôi đắng cay, là thôi mong chờ. Yêu nhau đi anh ơi, một lần nào ta cho nhau giấc mơ. Nơi đây em mãi mong chờ. Da da đi da, da 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 đi da, da da đi da, da 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 đi da. Hãy hát những khúc ca cho tình yêu còn trong giấc mơ. Xa xôi mưa đang lên, để tình yêu qua mùa bão giông. Em không cô đơn, nơi đây người biết chút trái tim, không còn yêu dấu khoảng cách xa. Trong giấc mơ sáng sớm mắt đã lên để tình yêu qua mùa bão giông. Em không cô đơn nơi đây anh ơi, biết trước trái tim không phải yêu dấu thôi cách xa. Lòng hoa sáng ngày dù một tay em đâu có thấy tình yêu nào cho nhau, trái tim nào cho nhau. Em luôn luôn chờ. Nữa dành cho Bích Ngọc. Bích Ngọc ơi, là thí sinh thứ hai trong chương trình đêm nay, cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào ạ? Em cũng hồi hộp bởi vì là em cũng thấy tiết mục vừa rồi quá hay. Thật ra khi mà Khanh nghe Bích Ngọc hát, Khanh cũng muốn nhảy theo bạn luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả dành cho Bích Ngọc như thế nào nhé. 1 2 3 chúng ta xoay lại. Ten 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 ten. Có 3 dấu chéo xuất hiện. Bây giờ mình sẽ hỏi lý do tại sao các anh ban nhạc bấm dấu chéo, chứ Khanh muốn được hỏi anh Hoàng Thắng. Em hát cái tiết tấu này nó không có chắc, nhất là hai cái đoạn A đầu em hát thì em vô nó không có dứt khoát được. Qua cái đoạn B thì là em hát nó bị cái nhịp nó lơ, nghe nó rất là khó chịu. Tại vì cái đoạn B ban nhạc nó sẽ có những cái đoạn dằn theo em, mà những cái đó em không chắc được á, thì đâm ra nó hơi bị so le như vậy. Cho nên là anh bấm dấu chéo. Dạ, yeah, đó là chia sẻ của anh Hoàng Thắng ạ. Thân mời anh Bách chia sẻ nè. Cái cách thể hiện, cách biểu diễn của em anh nhìn từ sau lưng thôi, anh thấy rất là quyến rũ. Kể cả cái mái tóc của em cũng là gợi nhớ anh tới Shakira, huyền thoại về dòng nhạc Latin. Nhưng cái giọng hát thì cái lực em đưa ra nó vẫn hơi bị mềm mại quá. Em vẫn bị theo cái cách hát của ballad mang vào nhiều. Cái thứ hai nữa là em làm quen với bài này về lời không đủ chắc, nhịp nó sẽ bị cuốn theo là những cái đoạn nhanh ta ra ra ta ta ra 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 ta ta, em bị chạy nhịp, nghĩa là tới đó người ta cứ bị khựng lại. Thì cái cảm giác của anh là vậy. Anh để coi lần thứ hai như thế nào thì lần thứ hai vẫn bị như thế. Thành ra là anh nghĩ là bắt buộc phải bấm. Dạ em cảm ơn. Đó anh là chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Tại vì sao Bách biết không? Bích Ngọc là gốc là hát dân ca. À. Và đây là lần đầu tiên Bích Ngọc hát loại nhạc này.
Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những nhận xét của ban giám khảo. Trước hết là tôi phải khen ngợi cái tinh thần dám chấp nhận cái thử thách mà mình biết trước là kết quả không được như ý mình muốn. Giống như là điếc không sợ súng. Thì... mình cứ làm thôi. Để mà biết được cái khả năng mình có thể làm được gì. Xin chúc mừng bạn. Em cảm ơn. Nói gì thì nói, em cũng phải hát là một bài nữa. Mà bây giờ nhờ ông Nguyễn Hà, ông nhắc em là hát nhạc dân ca đúng không? Đây nè, hát cho ban giám khảo nghe một bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương, Ai Cho Tôi Tình Yêu. Bây giờ sẽ là thời gian để Bích Ngọc chúng ta vào bên trong tập luyện để cùng quay trở lại thật hoàn hảo và tuyệt vời hơn nhé. Quý vị ơi, một tràng pháo tay dành cho Bích Ngọc. Đến với ban nhạc quyền năng năm 2019, Tố Phạm sẽ mang đến cho quý vị một làn gió mới, những ca khúc viết về quê hương đất nước, tình cha và tình mẹ. Xin mời toàn thể quý vị cùng đón xem phần dự thi của mình. Khanh xin chào anh. Theo đánh giá chung, mặt bằng thí sinh đêm nay rất là mạnh. Cảm giác anh như thế nào? Vì nãy giờ ở trong cánh gà nghe các bạn hát rất là hay và mình cũng cảm thấy rất là hồi hộp. Chúng ta hãy cùng xoay lại để xem kết quả. 1, 2, 3, xoay lại. Anh là thí sinh thứ 3 trong đêm nay được đi thẳng vào vòng trong. Bây giờ mình sẽ nhận xét về giọng hát của thí sinh Hữu Phạm. Khanh xin được mời anh Đăng Khoa. Thực ra bài này nó cũng hát với một mình guitar rất là khó. Nhưng mà em vẫn cân bằng được âm lượng, cân bằng được cảm xúc thì rất là tốt.
anh rất thích cái phần trình diễn của em. Anh Hoàng Bách thì sao ạ? Có thể thấy là bài này không phải là một bài dễ, bởi vì những cái nốt treo cao liên tục như vậy, mà đặc biệt là hát kiểu acoustic với một cây saxophone và một cây guitar này thì nó không đơn giản với ngay cả những người chuyên nghiệp. Bách nghĩ là bạn vòng này thì bạn đã dư sức để mà vượt qua cái thử thách đầu tiên rồi. Và Bách chúc mừng bạn. Cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách. Bây giờ chúng tôi muốn nghe chia sẻ của anh Quang Trung. Em hát cái bài Mẹ Tôi là rất là hay. Anh là cái người mà chơi saxo chung với em, anh rất là xúc động. Rất cảm ơn em đã cùng với anh biểu diễn cái bài này rất là tốt. Một lần nữa cảm ơn ban nhạc rất nhiều vì đã mang đến một tiết mục rất tuyệt vời vừa rồi dành cho anh Hữu Phạm. Và bây giờ anh Hữu Phạm sẽ lắng nghe những chia sẻ của các thành viên ban giám khảo. Nói chung là rất là hạnh phúc được nghe bài này. Dạ. Không? Dạ đúng rồi. Bạn hát ca khúc Mẹ Tôi làm cho Như Quỳnh nhớ tới mẹ của mình. Bởi vì mẹ Như Quỳnh đã vừa mất cách đây không lâu. Bà đã sống hết mình với ca khúc này. Tôi đã cố ngăn để không bộc lộ, nhưng mà bạn đã làm cho tôi phải khóc. Tôi xin cảm ơn bạn, bạn sở hữu chất giọng quá tốt. Cho em chia sẻ nhỏ một chút đến toàn quý vị ban giám khảo. Bố của em cũng mất năm em đến có 9 tuổi thôi. Và sau đó thì em lớn lên trên vòng tay của mẹ. Thực sự là khi em thể hiện ca khúc này thì cũng dành hết tình cảm dành cho người mẹ của em. Và ngày hôm nay mẹ của anh Hữu Phạm lắng nghe được tiết mục này cũng sẽ rất xúc động và hạnh phúc. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Hữu Phạm. Wow, vậy là Hữu Phạm đã thi xong rồi. Hữu Phạm xin được cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo đã đưa cho Hữu Phạm những lời nhận xét rất là tâm đắc để Hữu Phạm có thể hoàn thành tốt hơn ở trong những vòng thi tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào tất cả các bạn, mình tên là Đinh Duy Khoa, năm nay mình 27 tuổi và công việc hiện tại của mình là kinh doanh online. Thú thật, Khoa là một khán giả trung thành của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng và hôm nay Khoa rất là vui được đến đây thể hiện niềm đam mê ca hát của mình. Khoa ở bên ngoài là một người rất năng động và vui tính, nhưng mà khi lên sân khấu thì Khoa rất là hồi hộp và dễ sợ, và không biết kỳ này có thể hiện tốt phần thi ca hát của mình không, không biết được các anh nhạc sĩ chọn không. Các anh à, em là một người rất hâm mộ các anh và mong nhận được sự ưu ái của các anh. Em, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Anh, lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu, hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Nhìn anh lần nữa, hứa một lời sẽ mãi bên nhau, và anh sẽ nhìn em và anh sẽ mãi yêu em hơn lời anh nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào vẫn mãi trao nhau. Bàn tay vỡ tìm nhau chiều mê, và ta sẽ mãi yêu cho dấu mai này về đâu. Trao nhau bàn tay vỡ tìm nhau chiều mê, và ta sẽ mãi yêu cho dấu mai này về đâu. Xin cảm ơn Đinh Duy Khoa.
qua với ca khúc Yêu Thương Mong Manh, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Như lúc nãy Khanh có chia sẻ là khi mà mình hát bất kỳ một ca khúc về tình yêu thì mình phải trải qua cái đau khổ thì hát nó mới tới. Thì không biết là trong tình trường Khoa có bao giờ gặp phải những cái sự đau khổ nào chưa? Khoa thì chưa có cơ hội được đau khổ. Thực sự là Khoa rất là thích ca khúc này, nhưng mà Khoa cũng ráng nhập tâm vào ca khúc, tuy là phần đầu có hơi bị lệch một tí. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả từ ban nhạc. Ta có 6 nút bấm. Chị Hải Phượng ơi, hãy cho em biết lý do tại sao chị lại bấm bài này ạ. Dạ em chưa có xử lý tốt cái cảm xúc của mình trong bài, nhất là chưa biết tiết chế âm lượng mà mình đưa ra. Ngay cái đầu tiên mà em nói chữ em một cái chị giật mình luôn. Nhưng mà em làm người ta giật mình ngay nguyên cái phần đầu luôn. Và chị nghĩ là cái giọng em rất là mạnh. Đó cũng là một lợi thế, nhưng đó cũng là cái bất lợi. Để mà khi mình hát những cái đoạn mà tâm tình nhẹ nhàng, thủ thỉ, thì chị hy vọng là em sẽ có thể sửa cái chuyện đấy. Dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận xét đến từ ban giám khảo ạ. Cái bài Yêu Thương Mong Manh này nó là một cái sự tự sự. Mà khi mà em hát á, là em xử lý nó bị nghịch hết với cái tâm lý. Tức là những cái câu đầu là mình giống như mình thỏ thẻ với người yêu vậy. Em, mình đã cho nhau nhiều hơn đã hứa. Đó, em phải tâm sự với người yêu của em. Rồi tới cái cao trào là em phải đẩy nó ra. Mà trong khi anh thấy cái cao trào thì em lại cố em nén lại. Người yêu hơi nhìn anh lên nữa. Em nén, nhưng mà em nén cái kiểu mà bị hụt hơi á, chứ không phải là nén cái kiểu mà cái rung nức nở nó khác. Cho nên là làm cho mọi người khi mà nghe cái bài hát này của em nó bị vụng á, nó từng mảnh vụng chứ nó không có liền mạch. Hồi nãy là một trong những cái hòa âm của cái bài này mà hay nhất Vũ từng nghe, cho nên cảm ơn ban nhạc, cảm ơn Khang. Cao độ cái giọng nội lực em có, nhưng mà nhạc sĩ Đức Trí là một người nhạc sĩ trẻ, viết rất mượt mà nhưng mà không phải dễ hát. Cái câu vô đầu á, con đã trật rồi. Một lần nữa cảm ơn Duy Khoa rất là nhiều. Và ban nhạc có một món quà dành cho Duy Khoa. Xin mời. Wow. Anh cái này nó nhiều năng lượng, nó có nhiều hơi. Em nhá. Rồi, chúc mừng em. Anh rất thích giọng của em. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trắng giữa âm thôi, trong cơn thương đau men đắng. Lúc anh lên lúc thi thì rất là tâm lý, và ngay từ câu đầu thì Khoa đã bị trực nghiệp rồi. Sau đó là mình khi mà mình trực nghiệp mình rất là sợ, và từ từ đó mình hát nó không có được cảm xúc, không có được đông đầy. Giọng cô đã mau cúi nèo, đôi lời gửi lại chung.
bạc liêu nghe tan mưa trai đèn dòng cô ta mau cuối nghe đôi lời hiền lành cho và đó là thí sinh Phương Thùy. Phương Thùy thân mến, chúng ta không quên hình ảnh của một cô gái hay khóc ở vòng trước. Vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Ngày hôm nay hứa đừng khóc nha. Hết rồi. Hứa nha. Bây giờ chúng ta cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho Phương Thùy. Xin mời. Wow. Khanh xin mời anh Hoàng Bách. Đây có phải là lý do cho điểm cao không anh? Trang phục đẹp, gương mặt xinh xắn, đạo cụ có ý nghĩa luôn. thực sự là bạn ấy có quay lại và anh cười với anh mấy lần và lần nào anh cũng phải quay đi hết. Có không thầy? Chắc là cười với tất cả mọi người thôi, nhưng mà anh cái kiểu giàu trí tưởng tưởng bỏ đó. Dạ. Thì cứ thấy bạn ấy chắc là cười với anh Kha thì anh lại cứ nghĩ là cười với anh lại phải cúi mặt anh quay đi, tại vì nụ cười làm anh dễ sa ngã quá. anh đùa thôi. Thực sự là cái trang phục, tất cả mọi thứ, cái phần trình diễn của em nó có được đầu tư, nhưng đôi khi cái nhược điểm nó hơi lớn, đó là anh từ đầu đến cuối anh hầu như không nghe được cái giọng em nhiều, tại vì thực sự là giọng em không hợp với cái dòng này. Giọng em nó có cái độ sexy ở trong đó, nó hơi khàn khàn một chút xíu. Thì đối với anh, chị Phi Nhung cũng là một ví dụ hơi lạ. Nghĩa là giọng chị cũng tương tự như giọng em. Dạ, nhưng rất là sexy. Đúng, anh cảm giác được cái điều như vậy. Nhưng mà đây là không, một... Giọng chị là giọng thổ, pha kim. Đó, nhưng cái vấn đề là nó có pha kim và chị hát có hơi. Cho nên là nó lại thành một cái dạng rất là đặc biệt và nó cuốn hút người ta. Em gần có được điều đó rồi nhưng em thiếu cái nội lực. Nếu em luyện được cái cột hơi của em vững hơn á, thì em sẽ làm được những điều gì em muốn. Nhưng bây giờ thì anh đang cảm giác là nó hụt hơi nhiều. Khanh xin hỏi anh Tấn Phong là người đứng kế bên Bách. Anh xác nhận là lúc nãy Phương Thùy có nhìn anh Bách không anh? Lo là anh đàn không sao biết ai nhìn ai. Anh đừng có nói với em là anh đánh đàn, anh chỉ nhìn vô cái đàn thôi nha. Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó. Những khi nhìn anh sao không biết được. Đùa chứ thật sự ra là hôm nay anh nghĩ là em chuẩn bị tinh thần chưa tốt để chuẩn bị để thi. Thành ra có nhiều hơi nhiều lỗi. Anh phải cho em cho giờ cho em nói trước được không để em quên. Dạ. Anh Phong nói là em mệt. Chị thấy là em chuẩn bị đầu tư này là rất là kỹ càng. Khi em bước ra em hát, em vừa hát vừa múa, nó làm cho em mệt. Tại vì cái bài dân ca không cần phải múa như vậy. Múa là có vũ đoàn múa rồi. Em chỉ hát nó nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cái cách của em nó dễ thương lắm. Đó là một con gái miền Tây. Nó chỉ thua cái đôi giày của em thôi. Em mang cái đôi guốc thôi là được rồi. Em cầm chỉ cái đôi guốc cao như chị. Bây giờ là 2018 đó. Rồi. Chẳng lẽ miền Tây không biết mang giày cao gót? Mang giày cao gót nhưng mà cái quần em coi đi. Sao đâu. Thế đó bình thường mà. Cái nhạc dân ca như thế này nè, cần một cái giọng rất là sắc và cái chất kim nó phải nhiều thì nó mới sáng cái bài lên được. Giống như là giọng của chị Phi Nhung. Đó. Dù đó không phải là sở trường của mình luôn, nhưng mà mình cố gắng thể hiện nó một cách tốt nhất mà bản thân mình có thể. Anh nghĩ em hát rock sẽ rất là hay luôn. Mấy bài như Trống Vắng sẽ là sở trường của em luôn á. Hãy làm hát thử câu đi nếu như đúng em hát chơi trống vắng luôn thử đi. Coi. Dạ. Đúng hát trống vắng. Mặc cái này mà hát trống vắng mới hay. Giờ đây sao trống vắng. Vì sao tôi mong thấy nỗi cô đơn trong lòng ai? Vì quá tuyệt vời. Bài hồi nãy tại sao không thi? Con muốn thử thách bản thân. Không có thử được. Sở trường ông đi sử đoán. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng và vẫn còn hai phần thi phụ nữa trong đêm nay. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Phương Thùy là 57 điểm. Và thứ hạng hiện tại của bạn là bạn đang xếp vị trí số 7. Một lần nữa dành một tràng pháo tay cho Phương Thùy. Nếu được vào vòng trong nữa thì có thể là Lady sẽ thử thách mình thêm một lần nữa là hát một thể loại không phải là của mình.
để biết rằng là sức lực của mình sẽ được tới đâu và mình sẽ chinh phục được điều gì. Thập thoảng trên sông đưa câu hò mãi đầy chỉ đưa câu mãi đầy mà chành lòng non với nước non. Tôi nhớ người em vì già gặp bên chợ Đông Ba lần ghé miền Trung yêu thương theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương non lá che khuất mắt biếc ngơ cặp sách sớm trưa chiều đi học đông khăn qua cầu Trường Tiền ôi tà áo trắng tóc thề sẽ xuyên trung qua chợ Đông Ba để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương để nhớ về ánh mắt biếc ngơ để có những đêm dài không còn lẻ bồng không lạnh vào hồn không buồn không nhớ lúc trời sang đông. Để nhớ về ánh mắt biếc ngơ để có những đêm dài không còn lẻ bồng không lạnh vào hồn không buồn không nhớ lúc trời sáng đơn. Và đó là Vũ Công Tuấn. Ngày hôm nay chúng ta không còn thấy Vũ Công Tuấn lịch lãm với những bộ vest thon nữa mà là một chiếc áo dài. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc dành cho bạn bao nhiêu điểm. Xin mời. Wow. Có một điểm chính duy nhất đến từ anh Hoàng Bách. Khánh xin mời anh Bách. Với tư cách là một ca sĩ thì Bách nghĩ đây là một bài hát khó. Và Bách không đánh giá đây đang là một phần thi mà là một phần trình diễn. Bạn ấy đưa Bách về Huế thực sự là vậy. Đôi khi hát không phải là cứ phải khoe thật là nhiều kỹ thuật, phải khoe những cái nốt quá chót vót, cái hơi quá dài. Thì hôm nay Tuấn đang làm rất là tốt. Bởi vì bạn ấy giữ được cái phần tĩnh trong cái hơi của mình và lên xuống rất là đầy đủ. Cái tình cảm cũng căng đầy trong cái bài hát này. Đúng cái cách mà Bách hiểu về một bài hát mang âm hưởng Huế. Đây là phần trình diễn Bách thích nhất từ đầu đến giờ. Đây là phần này. Dạ thì em xin cảm ơn anh Bách rất là nhiều. Anh Bách đã cho em số điểm rất là cao. Tuấn ơi, nếu Khanh nhớ không nhầm là bạn là một trong rất ít thí sinh từ đầu chương trình đến giờ mà anh Bách anh khen từ đầu đến cuối như vậy. Xin mời anh Thanh Thảo.
Cái đoạn đầu của em thì em làm rất là tốt. Nhưng mà khi mà em thể hiện cái bài này, anh chưa có cảm được, cái cảm xúc nó chưa có được đong đầy. Bài này em chưa có đặt một cái điểm nhấn cho nó thật là rõ để cho người ta có thể thổn thức. Dạ, cảm ơn Thảo ạ. Chúng ta cùng nghe nhạc trưởng Minh Khang chia sẻ. Theo tôi nghĩ anh Bách cũng đúng và anh Thảo cũng đúng. Anh Bách đúng khí cạnh một người ca sĩ, là những cái hò Huế, những cái ngũ cung hát cực kỳ khó. Còn đứng với cái cạnh mà của anh Thảo ở đây thì đúng, nhưng mà những cái đoạn đầu, cái hò đầu tiên em chưa thực sự tập trung. Em hò nó chệch ra nhịp và nó lạc kể cả giọng. Và sau khi đó em bắt vào tôi rằng ơi là em nghĩ quá nhiều đi, và em làm tuột cảm xúc cho đó. Cái giây đầu tiên là phải lấy được cảm xúc liền. Thôi cố gắng lên. Bây giờ chúng ta xem tổng số điểm của Vũ Công Tuấn là bao nhiêu nhé. Xin mời. 66 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Vũ Công Tuấn là, wow, bạn đang đồng hạng 3 với Khắc Minh, Trúc Lai và Phạm An Tuyên. Bây giờ hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Đầu tiên Khanh xin mời cô Phương Dục. Cái thứ nhất, tôi không đồng ý với ông nhạc trưởng nói là hò không đúng. Cầu ni hò rất đúng với đúng hò rồi. Máy đầy của người Huế. Chồng tôi là người Huế. Con đồng ý với cô. Hát đúng với giọng miền Trung. Ni cái không nói là cái giọng ngắm nó không đụng, chưa có mượt, chưa có ngọt, ngọt ngào. Không, không, hay rồi. Nó dài như vậy. Nhưng còn thiếu cái ngược ở đây là cái nuance. Cái lớn nhỏ cô như bản thân cô Dung vừa rồi hát á. Cô hát có nuance, thả nhỏ. Bạn thí sinh chưa được cái nuance cái chỗ đó. Nhưng mà cho con người ta 6 điểm là quá hẹp hòi. Đúng chứ xác. Quý vị có thấy bây giờ mới thấy là ban giám khảo là dễ tính hơn ban nhạc không ạ? Cái điểm 6 này nó hơi trong ban nhạc này có 3 người dễ thương thôi. Thứ nhất là Hoàng Bách, thứ hai là ông Thanh đánh trống, thứ ba là Hình Phong. Là dễ thương hồi nào cho điểm cũng cao. Như vậy thì với phần thể hiện này theo cô là như thế nào ạ? Rất tốt. Ban nhạc chơi rất hay. Cái hò máy đẩy em vào rất là tốt. Cô tưởng là Mi là người Huế. Cảm ơn em. Mình như chị Vũ. Vũ cũng đồng ý với lại cô Phương Dung. Có lẽ là ở trên đó mình nghe hoặc là mình sẽ không cảm nhận được rõ bằng Vũ và cô Phương Dung với chị Phi Nhung khi mà ngồi trực diện, và cái loa nó cũng thẳng vô lỗ tai của mình như thế này một cách hoàn hảo nhất. Cho nên là đối với Vũ á, là khi cái câu hò đó là đã lấy được điểm rồi. Vũ nghe là Vũ không có thấy có một cái sự sai gì nhiều hết. Nếu như mà mình nghe mà mình bị lệch thì Vũ nghĩ là điểm 7 cũng đã hợp lý rồi. Điểm 6 này Vũ nghĩ hai anh hơi hẹp hòi tí xíu. Vũ ơi em không hiểu rồi, hai ông kia là cua con gái người Huế mà không có được nên bây giờ là bị ám ảnh bởi nhạc Huế. Nói chung đối với Vũ là đây là một tiết mục rất là tốt và chuyển tải được cái hồn Huế vào trong cái cả khúc này. Đúng không cô? Thế vậy đó. Chị rất là đồng ý cái cách góp ý kiến của anh Bách. Em hát nó rất là bình tĩnh, nó rất là sang trọng. Và câu hò nghe vô cũng dễ thương. Mà nghe em hát thấy nó thoải mái lắm. Một lần nữa cảm ơn ba thành viên trong ban giám khảo rất nhiều. Và chúc mừng Vũ Công Tuấn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Con xin cảm ơn cô Dung. Cô Dung đã binh vực cho con. Em cũng xin cảm ơn anh Vũ và chị Nhung rất nhiều. Từ hồi tấm bé thì Hải rất là thích ca hát, nhưng mà lớn lên thì lại bén duyên với công việc diễn xuất. Nhưng mà niềm đam mê ca hát vẫn luôn ấp ủ và cháy bỏng bên trong con người của mình. Và ngày hôm nay, khi có cơ hội được tham gia với ban nhạc quyền năng, Hải hy vọng có thể sử dụng một ít tài lẻ của mình là ca hát. Hy vọng là Hải hát tự tin để bước vào vòng trong. Còn nhớ tên nhau, xin gọi chồng. Và đó là Đông Hải với ca khúc Cỏ Úa, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Sao thấy rùng quá. Rùng không? Rùng. Anh cũng rùng lắm. Hay rùng quá. Rồi bây giờ chúng ta cùng quay mặt lại để xem kết quả của ban nhạc dành cho mình như thế nào nhé. 1, 2, 3. Trời ơi. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quay lại là nghĩ trong đầu chắc 6 dấu ít. Ai ngờ đâu 8 dấu ít. Wow. Nghĩa là chỉ có một mình anh Tấn Phong là không có bỏ Hải thôi. Em cảm ơn anh. Anh Tấn Phong, anh chia sẻ đi ạ. Anh xin lỗi em là
nãy anh đang bận đánh đàn cho em hát, anh mà bấm cái anh bỏ ra nữa, em hát mình em tội nghiệp. Anh Minh Kha à, anh ơi, giọng hát của bạn Hải có gì không thuyết phục được anh à? Hôm nay tất cả em rất là chỉnh chu trên sân khấu. Chẳng có điều là anh chưa có cảm nhận được cái độ lực của em trong cái bài hát, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Em phải đau khổ nhiều hơn anh nữa mới được. Thôi, năm nay em đã 28 tuổi rồi anh Kha ơi, em không muốn thất tình nữa đâu, thành ra là cho em xin. Bây giờ mình sẽ lắng nghe những sự chia sẻ của ban giám khảo. Cái phong cách và cái giọng Hải hợp với cái bài Cỏ Úa. Có lẽ em thất tình ít quá, thành ra cái bài này em hát không hay đó. Nói chung là các nốt em chưa lên tới, hình như là em chưa có tập trung được. Nhưng mà em có một cái đặc biệt là giọng em rất ngọt, vậy thôi. Hổm rày ở nhà là mình chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng mà không hiểu sao cái đến cái phim trường ngày hôm nay gặp gỡ các bạn thí sinh ở trong hậu trường vui quá. Ai cũng xinh đẹp, ai cũng hát hay và nói chuyện với nhau rất là hồ hởi. Thành ra mất luôn cái tâm lý buồn, thế là vui ơi là vui, thành ra hát dở ẹt luôn. Wow. Cái này là cái bé gì đó mặc cái đầm xinh lắm, anh cũng biết. Một con ếch, một con bé, một bé ếch đồng hồ. Hải sẽ về luyện tập nhiều hơn nữa để có thể năm sau quay trở lại và tỏa sáng hơn thì sao. Vẫy tay chào nhau một lần đầu và một lần cuối. Vẫy tay chào nhau một lần cuối và chọn cuộc đời. Xin kính chào các bạn, tôi là Vũ Quang. Nghề nghiệp hiện tại tôi là dạy hành văn. Hồi nhỏ tôi rất là mơ làm ca sĩ, cho đến bây giờ tôi mới cảm thấy đủ để làm ca sĩ, nên tôi đăng ký vào ban nhạc Quyền Năng để thử sức mình giữa một cái sân khấu lớn như thế này. Các bạn thí sinh trẻ chú ý tôi nhé. Gừng càng già càng cay, chẳng tôi biết hát mà lại còn biết nhảy nữa nha các bạn. I'm a Tony Long Arker. There are called me Forrester. I know it be coming for some time, but a word is sort of say it would rather our side. I know signing down like what I you have a seat around. Ah, when oh, have you have a seat around? Coming down a Thursday day, yesterday and day before, so I call right hard. I know being down for all my town, people rather eat as gold. Every decide fast slow. I know you can't stop tail water. Ah, wait, no, have you have a seat around? Ah, wait, no, have you have a seat around? And you have a seat coming down a sunny day. Một ca khúc nước ngoài
Have you ever seen the rain? Dạ con chào chú ạ. Chú ơi cho con được mạn phép hỏi chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chú năm nay 63 tuổi rồi con. Chú đã hát một bài hát và khiến cho các thành viên trong ban nhạc phải đứng lên và nhún nhảy vì chú. Chú ơi bây giờ mình quay lại để xem có bao nhiêu dấu chéo xuất hiện hay là không có dấu chéo nào. 1, 2, 3. Dạ chúng ta có 7 dấu chéo lận. Anh xin được phép hỏi anh Hoàng Bách ạ. Với tiết mục này anh cảm nhận như thế nào? Con chào chú ạ. Chào em. Đây là một bài con rất thích mà lâu lắm rồi con không được nghe. Đúng rồi. Nhất nghe hát live, cái giọng chú khá là hợp với bài này. Và hôm nay thì rõ ràng là chú mất nhịp. Mất nhịp. Chú rất nhịp. Chính xác. Nhưng mà đối với con tại sao con không bấm có hai lý do. Đầu tiên là con cũng biết là các anh em xung quanh thì chắc chắn sẽ bấm rồi. Cái thứ hai là con thấy cái con người nghệ sĩ của chú và con thực sự ngưỡng mộ cái điều đó. Rất là phấn khởi cho anh em tụi con. Ban nhạc anh em tụi con cảm ơn chú hôm nay đã đến tham gia dự thi với chương trình kỷ niệm đẹp với anh em của tụi con. Chúng con xin cảm ơn chú ạ. Dạ cảm ơn các thành viên trong ban nhạc rất là nhiều và chúng ta cùng nghe những... Nghe, về dạ. Giám khảo anh ta dạ. Nói đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, con xin mời cô Phương Dung ạ. Chào chú Trung Quang. Chào chị Phương Dung. Em có dáng nghệ sĩ thiệt và chị nghĩ là em lên đây chắc em đam mê lắm chứ không phải em muốn thành ca sĩ. Đúng rồi, đam mê chị vui mà đam mê yêu nhạc lắm. Thường thường tối nào cũng đi hát là ngủ không được. Ngoài cái đam mê hát em còn mê tỉa rau nữa. đúng. Đam mê hát mà còn đam mê thời trang. Đam mê làm đẹp, già gì cũng còn đam mê làm đẹp. Dạ, nhìn bộ trang phục ngày hôm nay là chúng ta cũng hiểu được. Dạ, rất là đẹp. Chúc mừng Quang tự gì, mặc dù em hát không the best, nhưng mà yes, thank you. Em lên đây, quá tuyệt vời. Cảm ơn cô Phương Dung ạ. Con xin mời anh Dương Chị Vũ. Và hôm nay là chú, cho dù là khi chú hát, chú bị lệch cái nhịp nhiều lắm. Đó là lý do tại sao mà mấy anh chị trên kia đã bấm. Nhưng mà cái giọng của chú thì chú có một cái chất giọng rất đặc biệt. Và nó gào và đúng với cái bài hát này. Có thể nói là cái bài hát sở trường của chú đúng không? Con nghĩ là chú hát bài này rất thường xuyên. Nhưng mà hôm nay có lẽ vì cái sự mà khớp hoặc là lâu quá chưa đứng trên sân khấu như thế này làm cho chú bị lệch nhịp chút xíu. Vâng, rất là cảm ơn chú Vũ Trung Quang rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chú ơi, và đến với chương trình này dù cho mình có ra về cũng vui, rất vui hát được đứng đây sân khấu quá lớn, rất là sướng dạ. Vô cùng. Dạ, và một điều nữa là mình còn có những món quà rất là dễ thương. Và món quà đó đến từ các thành viên trong ban nhạc. Tặng chú món quà là làm sao chú luôn luôn giữ sức khỏe và giữ cái tinh thần như thế này, truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Con tin là con đang là một người được nhận cái cảm hứng đó từ chú. Dạ. Rất là cảm ơn Hoàng Bách. Chú tập thường xuyên. Dạ. Yes. Chia tay anh, chia tay hoàng hôn. Chia tay anh, chia tay hàng cây. Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ. Anh mang theo về con tim cô đơn. Bao giờ cô đơn. Không được đi thêm, tôi rất vui sướng vì được anh em nghệ sĩ khen tôi, đó là một điều rất là hãnh diện cho tôi. Nhớ tới cái tạ này là nhớ vào tham gia ban nhạc Quyền Năng. Rồi chia
hơi dần trôi biết ai về chốn nào. Đông đây dương gửi tâm tư luyến thương, ngước nhìn hoa tím rung tình sao hưng thơ. Người xưa ơi thấu cho nỗi lòng hoa tím còn cùng xem ba nhạc sẽ cho bạn bao nhiêu điểm nhé. Xin mời quay lại. Đầu tiên anh muốn hỏi anh Khoa, anh hãy giải thích tại sao lại cho số điểm thấp nhất trong đây ạ? Vừa vào á thì anh nghe được được, mà càng về sau thì cứ mỗi lần xuống thấp anh không nghe nốt gì hết. Là càng ngày bắt đầu em càng phô, càng phô, phô giống như em hết hơi vậy. Chắc là tại vì tâm thế của em hơi run, mà lúc nào em run là cảm giác em không có trình diễn thoải mái được. Cảm ơn anh Khoa. Chúng ta cùng nghe anh Hoàng Bách ạ. Nghĩa là ban đầu em vào em khoe được cái giọng mượt mà ngọt của mình, nhưng như anh là người nghe thì nó cứ bị trôi dần xuống, trôi dần xuống, và em không đẩy được cái bài lên. Hình như nếu như bạn nó hát cao hơn thì được hơn. Không, cái vấn đề anh nghĩ không phải là cao hơn, mà là cái xử lý và cái những cái thủ thuật xử lý trên sân khấu của mình á. Kể cả với dòng nhạc này thì anh nghĩ là cũng cần đột phá. Cái đột phá đôi khi nó tinh tế, nó nhẹ lắm nhưng mà mọi người cảm nhận được, bởi vì cái dòng nhạc này nó du lòng người vào. Nếu mà mình cứ làm như vậy không á thì nó không có điểm nhấn. Mình luôn luôn phải nghĩ cái điểm nhấn trong cái phần trình diễn của mình nó nằm ở đâu. Anh chưa cảm nhận được cái điều này. Thế có thể cho Nhung nói, cho chị nói được không ạ? Dạ, xin mời chị Nhung. Khi mà mở cái bài hát ra là em hát rất là mạnh. Ở đây cái điểm nhấn nó là đầu tiên. Nó là như vậy nè. Rồi chiều nay lá khô rơi đây, có người nhìn buồn lây. Đó, điểm nhấn là như vậy. Mà chị không có phải là bắt hát giống chị. Mỗi người có mỗi cái giọng khác nhau, mỗi cái hay, cái ngân khác nhau. Nhưng mà em vô mạnh, từ đầu cho tới cuối rất là mạnh. Bài này nó rất là lãng mạn. Đó là chị chỉ nói như vậy thôi. Mà chị nghĩ là chị góp ý không bằng cô Phương Dung đâu. Dạ. Cô Phương Dung góp ý em sẽ là người giỏi hơn. Vậy thì chúng ta cùng nghe những góp ý của cô Phương Dung. Bài này á, em hát nó đều. Không có một cái gì để cho người ta thấy cái tài năng của em hát. Một số bài hát, rất nhiều ca sĩ hát, nhưng mà tại sao có người chỉ thích cái bài đó, cô Khánh Ly hát hay là Triệu Vũ hát. Dạ. Cái khác nhau chỗ đó. Đó chính là cái điểm nhấn đúng không cô? Đúng, Bolero mà hát vậy không bao giờ em thành công được. Cảm ơn cô Phương Dung. Có nghĩa là mình phải nhấn nhá nhiều hơn, có chỗ mạnh, chỗ nhẹ. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng kết số điểm của ban nhạc dành cho Thì Linh Lạc. 62 điểm. Và thứ hạng hiện tại là bạn đang đứng ở vị trí số 5. Cảm ơn Thị Linh rất nhiều. Em cảm thấy mình làm như vậy thì chưa tốt, nên là nếu mà được một cơ hội nữa thì mình sẽ cố gắng hơn để mà làm tốt cái phần thi của mình, để chứng tỏ cho mọi người thấy là mình làm được. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me.
me. Every sky that we look upon to tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh darling, stand by me. Whenever you're in trouble, when you stand by me, oh, stand by me, oh, stand now. Stand by me, stand by me. Oh, come on, come on, come on, come on, stand by me. Whenever you're in trouble, oh, stand by me, oh, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me. Oh, darling, stand by me, stand by me, stand by me. Oh, stand by me. Và đó là Tiến Vương với một ca khúc nhạc ngoại, Stand By Me. Tiến Vương ơi, tại sao bạn lại mạo hiểm chọn một ca khúc tiếng nước ngoài ạ? Lần đầu tiên xin chào ban giám khảo, xin chào ban nhạc ạ. Thực ra thì em có một niềm đam mê với tiếng Anh từ rất là lâu, bởi vì công việc chính của em cũng là thầy giáo dạy tiếng Anh. Ồ, một thầy giáo dạy tiếng Anh. Tại sao đến tập này bạn mới chia sẻ cho mọi người biết vậy? Cái gì mà nó mình thích mình giấu bớt. Mà giờ lỡ khoe rồi, từ từ mình khoe nhiều hơn nha. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3, xây lại. 2 điểm 9. Khanh xin mời anh Quang Trung chia sẻ. Anh rất thích cái tiết mục thi này của em. Em hát có cái giọng rất là đẹp. Mà cái cách feeling của em trong cái bài này rất là phong phú. Chúc mừng em. Dạ, yeah, cảm ơn anh rất nhiều. Khanh xin mời nhạc trưởng Minh Khang hãy chia sẻ. Khi anh nghe ca khúc em trình bày tổng thể, anh nghe rất dễ chịu. Nó không như những bạn khác cứ gãi gào rác. Em rất là tỉ tiết và tinh tế từng cái nốt luyến. Anh thích cái điều đó. Mà có những cái em bị lập quá tí xíu, yeah, yeah. Ít lại và đắt hơn tí xíu nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm dành cho Tiến Vương. 69 điểm. Tiến Vương hiện tại đang xếp hạng thứ 5. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Chào Tiến Vương. Dạ, con chào cô. Đây là một bài hát cô rất là ghét. Tại vì con gái cô là ca sĩ, đi đâu nó cũng mang theo Stand By Me. Nhưng mà đây là một ca khúc rất hay mà. Hay. Dù cô không thích cái bài này chứ không có nghĩa là cô không có thích Tiến Vương á. Em hát rất là tốt. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Cái style của em diễn nữa, nó dễ thương quá. Cái chuyện ấm em luôn à. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung ạ. Và một lần nữa chúc mừng Tiến Vương đã hoàn thành phần dự thi của mình. Vương cảm thấy rất là vui, rất là cảm thấy rất là thoải mái khi được hoàn thành xong bài hát này. Một lần nữa thì em cũng xin rất là cảm ơn đến ban nhạc đã ủng hộ cho em hết mình trong phần thi của em. Em cũng xin cảm ơn những lời nhận xét quý báu của ban nhạc cũng như là ban giám khảo. Em xin cảm ơn rất nhiều. Là một người con đã từng trải qua nỗi đau mất mẹ, mới hiểu được rằng nỗi đau đó nó to lớn lắm. Nỗi đau đó không có bất cứ điều gì trên cuộc đời này có thể thay thế được tình mẹ. Vì thế nên Vương chỉ có một điều nhắn nhủ đến những ai còn mẹ. Hãy trân trọng từng phút, từng giây bên mẹ. Hãy yêu thương và dành nhiều thời gian hơn nữa cùng với mẹ. Và đừng quên nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.
xuân sang mẹ tôi và thêm một người. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi. Mẹ ơi nay con về lại mái nhà xưa thì mẹ đã lưng còng tóc bạc. Giọng nói run run mắt mờ tai nặng trong vòng tay mẹ con lặng đi nghẹn nghẹn tim mình. Lệ mặn con rơi thương quá một thâm tình. Mấy nhịp cầu tre vẫn còn nguyên đó, bước chân mẹ ngày nào nay không thể đi qua. Những điệu dân ca nồng ấm thiết tha, nguyện máu tim con cả đời mãi nhớ. Con đi mẹ đợi mẹ chờ, ngày về dệt tròn dần thơ cho đời. Quạt bếp lửa hồng sưởi ấm mẫu thân, mừng là ngày trở về con còn gặp mẹ. Nhưng thời gian không thể kéo dài tuổi thọ, quy luật tàn dần của kiếp thế nhân. Lời thơ buồn của điệu dân tiên cùng tiếng đàn bầu vang lên nghe nào. Ly rượu đoàn viên con mừng thọ mẹ, dưỡng dục thù lao đáp tạ mấy cho vừa. Con đã về bên mái nhà xưa, mẹ hãy sống với con thêm nhiều xuân mưa. Quê hương mình không còn bình lửa, mòn mỏi đợi chờ không còn nữa mẹ ơi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Đó là Tiến Vương. Xin cảm ơn ban nhạc quyền năng và sự hỗ trợ của nhạc sĩ Phú Cường. Tiến Vương thân mến, một hình ảnh rất đẹp, một chiếc áo dài với những điệu tân cổ. Chúng ta vừa nghe Mừng Tuổi Mẹ và Thương Quá Mẹ Ơi. Chúng ta cùng xoay lại nhé. 1, 2, 3. Hãy cùng nghe những chia sẻ của anh Hoàng Bách. Bách nghĩ riêng cái ý tưởng không là em đã ăn đứt các bạn rồi. Nhưng rõ ràng để mà gọi là ngọt, để mà xúc động thực sự, anh xúc động về cái phần giới thiệu của em nhiều hơn là phần trình diễn bài hát này. Anh không cho điểm cao hơn được. Cảm ơn Bách ạ. Ca khúc này anh nghĩ em dành cho mẹ rất là lớn. Bởi vì anh nghe được cái tình cảm của em trong đó, cái sự nhiệt huyết với em với ca khúc này, anh trân trọng điều đó. Và
Anh trân trọng hơn nữa, em là một thế hệ trẻ, em đem tân cổ giao duyên vào bài để em phát huy nó, một điều đáng mừng. Anh chúc mừng em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Minh Khang ạ. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Tiến Vương. 75 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ tư. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Em có trí tuệ khi kết hợp hai câu vọng cổ vô cái bài mừng tuổi mẹ. Tuy nhiên vì cái em hồi hộp đó, thành ra em không có hát ngọt lắm với cái câu vô vọng cổ đầu tiên. Mình còn một con đường binh khác nữa là cái phần thử thách. Cô mong em sẽ vượt lên. Cảm ơn ban giám khảo ạ. Và ca khúc thử thách tiếp theo của ban nhạc sẽ thử thách bạn, đó là ca khúc Môi Tím. Phần thử thách như thế nào, lát nữa quay trở lại bạn sẽ biết. Bây giờ sẽ là thời gian để hai bạn song ca với nhau một liên khúc gồm hai bài hát Nửa Hồn Thương Đau, sáng tác của Phạm Đình Chương và Thanh Tâm Tuyền, cùng với ca khúc Thói Đời, sáng tác của Trúc Phương. Trên lối về, diều
trần ai gọi niềm cay đắng những suy tư in đậm đường hành mình còn ai đâu để vui khi chót xa vũng lầy nhân thế cả ưu tư một phiền lên sam môi bạn quên ta tình cũng quên ta nên trắng đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡn nát nghe xót xa ngồi lên trong mắt đoạn đường xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Hôm nay với cái sự làm hòa âm của Minh Khang cộng thêm hai tiếng hát của mấy em đã làm cho cô trở lại cái thời 17-18 tuổi. Wow. Rất tuyệt vời. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Còn anh Dương Trường Vũ ạ. Vũ rất là xúc động khi mà xem cái tiết mục này. Ai Vũ nghĩ cũng xứng đáng để giành được cái vị quán quân hết. Và hai cái màu sắc hoàn toàn khác biệt nhau được kết hợp một cách tài tình. Đây là một cái tuyệt đỉnh của cái sự hòa quyện. Cái bài Thối Đời đó là tại đó cái tông nó phải thấp thấp vậy. Nhưng mà khi mà em cất cái tiếng hát lên cái chỗ mà vô cái bài Nửa Hồn Thương Đau, trời ơi là anh bừng tỉnh luôn. Không nghĩ là em hát cái giọng em là hát cái loại nhạc quê hương đúng không, mà lại hát cái câu đó vô, rồi cộng thêm cái cậu Đăng Nguyên này hát cái bè quắn, trời ơi cái bè cao tuyệt vời. Cảm ơn. Một tràng pháo tay lần nữa cho Đăng Nguyên và Đinh Trường. Trước khi đến với kết quả, Khanh rất muốn được biết cảm xúc hiện tại của nhạc trưởng Minh Khang. Lời đầu tiên cho Minh Khang xin cảm ơn các anh em ban nhạc Quyền Năng đã giúp cho Minh Khang được thăng hoa những tác phẩm Khang viết tổng phổ và giúp cho từng tiết mục thi sinh trong chương trình ban nhạc Quyền Năng mùa 2 được thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Cái điều thứ nhất, hai cái điểm hay là cái chỗ này, anh rất đau đầu về cái tông và cái giọng và cái chất bài, thì cái chìa khóa để mở được cánh cửa của hai em chính là mấu chốt giữa hai bài với nhau. Nó làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hết. Cái nữa là anh hy vọng chương trình này như là một gia đình, dù có là quán quân hay á quân thì hai em bước ra chương trình này nhớ tới các anh nhé. Đó là những chia sẻ của nhạc trưởng Minh Khang. Và một lần nữa cảm ơn ban nhạc Quyền Năng đã mang đến rất nhiều những phần thi tuyệt vời trong mùa này. Bây giờ sẽ là thời gian của ban nhạc quyết định và tỷ lệ lựa chọn thí sinh nào có phiếu chọn cao hơn sẽ là người chiến thắng. Xin mời Đăng Nguyên và Đinh Trường chúng ta cùng xoay lại. Sau 3 tiếng đếm của Khanh, các thành viên trong ban nhạc sẽ bắt đầu bấm nút lựa chọn. 1 2 3, bắt đầu. Anh Quang Trung và anh Thảo ạ. Anh Thảo cũng đã có quyết định của mình.
giữa Đinh Trường và Đăng Nguyên. Ai sẽ là ca sĩ chính của ban nhạc Quyền Năng? Và kết quả đây rồi. Wow. Và kết quả là chúng ta có 9 thành viên trong ban nhạc. Tỷ lệ là 5-4. Và quán quân của chương trình là Đăng Nguyên. Xin chúc mừng Đăng Nguyên đã trở thành quán quân ca sĩ chính của ban nhạc Quyền Năng 2018 và Đích Trường trở thành á quân của chương trình ban nhạc Quyền Năng 2018. Ngay bây giờ Khanh xin được mời nghệ sĩ Chí Tài sẽ cùng với ca sĩ Hoàng Bách trao giải á quân cho Đích Trường. Xin mời. Và nữ danh ca Phương Dung sẽ cùng với nhạc sĩ, nhạc trưởng Minh Khang trao giải quán quân cho thí sinh Đăng Nguyên. Một tràng pháo tay dành cho Đích Trường. Đích Trường đã đạt giải á quân của chương trình với tổng giá trị 70 triệu đồng. Một chiếc cúp lưu niệm dành cho bạn. Chúc mừng Đích Trường. Và quý vị ơi, bây giờ xin mời nữ danh ca Phương Dung cùng với nhạc trưởng Minh Khang sẽ trao giải quán quân dành cho Đăng Nguyên, quán quân của chương trình ban nhạc Quyền Năng 2018. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Chánh Tính và mình đến từ Vĩnh Long. Với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, cho nên là mọi người khi mà tiếp xúc với Tính thì khá là bất ngờ về độ lầy lội của mình. Hy vọng anh chị và các bạn sẽ ủng hộ cho Tính cũng như là tất cả các thí sinh của chương trình ban nhạc Quyền Năng nhé. Em từng là duy nhất, là cả khoảng trời trong anh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ước anh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi để thương một người, giờ chỉ còn trong giấc mơ. Nếu như một ngày có quay trở lại, liệu vẫn còn đây lời yêu lúc xưa? Anh dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu em thôi, sao giờ chẳng thể nào chạm tới. Gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phải đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn trong giấc mơ. Chỉ là giấc mơ. Và một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Lê Chánh Tiến thưa quý vị. Lê Chánh Tiến thân mến, những tràng pháo tay của quý vị thể hiện bạn thi rất là tốt, nhưng không biết kết quả như thế nào nha. Bây giờ mình quay trở lại xem. 1, 2, 3, xoay lại.
không có một dấu chéo nào xuất hiện hết. Bây giờ hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Cái giọng hát này cất lên một cái là Bách thích rồi. Giọng nam cao và những cái giọng trung trầm như này bây giờ càng ngày càng hiếm. Cái tiềm năng của bạn này rất là nhiều, kể cả về cái phong thái sân khấu, về cái cảm bài của bạn ấy tốt. Nhưng vấn đề là bạn ấy đang bị thăng hoa quá mức, nghĩa là hơi mất kiểm soát. Thế nên đoạn cuối nó bị phô một vài chỗ mà cái cảm xúc của mình nó là con dao hai lưỡi. Thì anh nghĩ là em cần trau chuốt nhiều hơn về mặt cao độ, về mặt kiểm soát. Mà có thể là đang ở vòng ngoài nên là Bách vẫn còn đang hơi dễ. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Bây giờ là coi như mình được bước vào vòng 2 rồi đó. Bây giờ mình nhẹ nhàng nè. Mình nghe ban giám khảo nhận xét ha. Em xin mời ca sĩ Như Quỳnh. Tôi cảm thấy là bạn đã nhập vào bài hát và sống vào trong cái ca khúc mà bạn đang hát. Đó là điều mà tôi đang cảm nhận. Tôi đang đợi em cái vòng trong nữa có một cái gì đó mới lạ sẽ chinh phục tôi hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh ạ. Một tràng pháo tay nữa dành cho Lê Chánh Tín. Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiếng một người đi đẹp từ bài thơ nở giữa đêm sương nơi
hôm nay hình như Khánh thấy Thu Yên hơi hồi hộp đúng không nào? Đứng một cái trên một sân khấu rất là lớn và được hát live với một ban nhạc rất là chuyên nghiệp, thật sự em rất là run ạ. Bây giờ mình quay lại phía sau, 1, 2, 3, xoay lại. Trời ơi, mai là hồi hộp mà hát như vậy đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban nhạc dành cho tiếng hát của Thu Yên, một tiếng hát quá ngọt ngào. Đầu tiên, Khanh muốn được nghe chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Anh rất là thích cái cách mà ngân ra từng cái chữ hát á, vẫn có những cái ngọt ngào, vẫn có những cái luyến lấy ở đó, nghe rất là duyên, rất là tình. Nhưng mà em thả vào những cái nhịp nó lại rất là chắc. Cho nên giọng hát của em khi hát anh nghe nó có một sự tương phản, vừa có cái gì nó rất là vững chãi của cái nhịp, nhưng lại vẫn có cái đông đưa của cái tình. Và cái đó là cái mà nó khiến anh rất là thích nghe giọng hát của em. Dạ. Cảm ơn nhạc trưởng Nguyễn Hà. Khanh muốn hỏi chia sẻ của anh Quang Trung. Em thì cái gương mặt rất đẹp, hát cái giọng rất mộc, rất rõ lời, hay lắm. Tóm lại là anh rất là thích cái phần dự thi của em ngày hôm nay. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của ban giám khảo dành cho Thu Uyên. Bạn có những cái nốt luyến lấy trong ngũ cung á, nó cũng rất là lạ. Tôi rất là thích ngoại hình của bạn, rất là sáng sủa, gương mặt rất là hiền hậu, cho nên là bạn đã chinh phục được tôi. Cảm ơn cô ạ. Tôi rất thích cái giọng ngọt ngào, nhiều cảm xúc, cái luyến láy cũng hay. Nếu mà chỉ có thể nói một chữ thôi, hoa nở về, xong cái chữ đêm á, thì bạn leo nó là hơi lâu. Hoa nở về, chờ mãi không thấy chữ đêm đâu, tại vì leo lâu như thế người ta tưởng như là mất cái nốt. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều và một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Thu Yên, thưa quý vị. Em rất là hạnh phúc và vui sướng khi nhận được rất là nhiều lời khen từ ban giám khảo cũng như là các thành viên trong ban nhạc. Và em hứa sẽ cố gắng thể hiện thật tốt trong những vòng thi tiếp theo. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rào ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Lỡ thương thầm sàng sẽ điều ly, ly duyên tình sao nỡ làm thân. Chim chuyền nhằn ước liễu lo, người ơi tôi hát sao câu đợi chờ. Hò ơi con sông dài, cá lội biệt tâm, phải đâu duyên nợ cho mình đợi. Dẫu ca rằng tình dương thì nhớ, suốt canh dài còn lắm mộng mơ. Sao tình chung dắt bơ vơ, trầu cau chưa thắm để lâu càng buồn. Sao tình chào vỗ tay lớn hơn nữa dành cho Nhật Chung, thưa quý vị. Ủa, bạn có thương Thàm Mai không? Trước mắt là có một người. À, có một người. Bây giờ mình cùng xem kết quả dành cho Nhật Chung nhé. Xin mời 1, 2, 3, xoay lại. Kết quả là có 6 dấu chéo đỏ. Khanh muốn hỏi anh Trung Sinh. Phần trình diễn của anh á, thì chưa được hoàn hảo. Có thể là do
anh không phải là người miền Nam bộ nên anh phát âm có những từ nó không chính xác, với có những cái nốt nó rung á, trên phone nhiều. Xử lý bài hát mang tính chất Nam Bộ mà trong khi mình là người ở Thanh Hóa cho nên là nó chưa ra được cái chất của giọng miền Nam. Đó là những chia sẻ của anh Trung Sinh ạ. Và nhắc đến dòng nhạc này thì không ai hiểu hơn chị Hải Phượng. Phượng rất là thích cái bài Thương Thầm này. Tuy nhiên cái loại nhạc này á thấy rất là đơn giản, nhưng mà thực ra không có đơn giản một chút nào hết. Cái giọng bạn đã bị like rất là nhiều, phát âm chưa có chuẩn. Thêm nữa, Phượng nghĩ là bạn nên có những cái thời gian để thẩm thấu cái dòng nhạc này nhiều hơn nữa. Và khi mà bạn đã thẩm thấu thực sự rồi thì Phượng tin rằng là bạn sẽ hát mỗi ngày mỗi tốt hơn. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Trung ơi, đây có phải là dòng nhạc sở trường của Trung không? Nó chưa phải. Chứ bình thường là Trung thích hát thể loại gì? Em hay hát những dòng nhạc của Ngô Thụy Miên hay là rồi chèo. Hát câu Ngô Thụy Miên nghe thử coi nè. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Đấy. Thấy chưa? Ai, trời ơi, bởi sao ạ? Ông này thì người ta bung hết thì này ông giấu dữ quá. Cái này phải nói là quá can đảm. Quá can đảm phải không chị Tài? Sự thử thách mà vượt qua bản thân. Thôi thử, muốn thử thì chưa có vòng tới hãy thử. Bây giờ thấy 7 cái, 6 cái là thấy sợ chưa? Thôi bây giờ thì em mời anh Huy có ra tay cũng giúp Huy được gì không? Uổng quá. Tôi nghĩ là cái thời gian mà đến để cho bạn đến cái mức thành công đó, nó sẽ còn xa lắm nếu mà bạn chưa rõ là mình muốn làm cái gì với cái giọng hát của mình. Ví dụ như là ở nhà tiệc tùng với gia đình thì bạn hát cho họ nghe những bài nào, loại nhạc nào, thì đấy là loại nhạc mà bạn nên đi dự thi, chứ không phải là một loại nhạc mà mấy người bạn của bạn nói là ồ cái này có ăn lắm ạ. Không, khi đông là không đi. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Và kết quả của ban nhạc đồng nghĩa với việc là Nhật Chung phải chia tay với ban nhạc Quyền Năng tại đây. Một tràng pháo tay dành cho Nhật Chung nữa thưa quý vị. Em cảm ơn. Thôi là hết anh đi đường anh. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong chờ hình dáng xa xôi, ước làm chi chuyện năm xưa cho tim thêm ngần ngơ. Chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô biết đâu rồi phải xa nhau suốt đời.
tìm đến với ta. Trong đêm tối cô chúng ta vừa lắng nghe một liên khúc gồm hai bài hát Người Ta Nói sáng tác của Nguyễn Hoài Anh và Tôi Không Tin, nhạc ngoại lời Việt của Quang Huy. Hôm nay bạn chọn một chiếc áo rất là đẹp và hở một cái bờ vai rất là gợi cảm như thế này. Khanh nghĩ là ban nhạc sẽ cho bạn điểm rất là cao. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh. 1, 2, 3, xin lại. Tổng số điểm dành cho Duyên Quỳnh 70 điểm. Số điểm này thì hơi thấp so với những gì Quỳnh chỉ tính. Rất mong là sẽ nhận được một điểm 10 nào đó từ ban giám khảo. Và nếu như được 3 điểm thì tốt quá. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và vị trí hiện tại của Duyên Quỳnh là đang đứng ở vị trí số 2. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của anh Quang Trung. Bài này anh rất là xúc động, rất là hay. Nhưng mà cái phần xuống thấp của em đó, nó còn hạn chế lắm. Anh nghe ráng nghe nó chưa được rõ lắm. Chỉ một cái điểm chút xíu vậy thôi đúng không anh Trung? Sao anh thắng cho 7 điểm ta? Vấn đề là giống như anh Trung nói á, mà những cái nó xuống thấp của em cũng hơi mờ. Yeah. Và lần đầu em mạo hiểm cái vấn đề mà em feel những cái note mới nó hơi cao, cho nên là có những lúc em hát không có tới, có những đoạn em hát không tới thì em chỉ giật lại. Đúng chưa? Cho nên là điểm 7 dành cho em. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Thắng ạ. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Như Quỳnh đồng ý là khi bạn hát những cái nốt thấp nó bị mờ quá và nó cũng kéo dài hơi lâu, cho nên là nó bị lơ lửng và nó non. Và cái khi mà đoạn bạn lên cái cao trào mà tôi có cảm giác nó hơi nghe nó hơi bị đột ngột một tí. Nhưng đương nhiên về cái mặt mà trình diễn của bạn tôi rất là hài lòng. Bạn rất là tự tin và chất giọng của bạn rất là tốt. Cái nốt thấp nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra từ cái bài số 2. Và chính cái bài thứ 2 này nó làm em bị mất điểm. Và nhất là một cái điểm mà quan trọng về cái sự mà chưa thành công của bài này là gì? Rất ít người có cái kiến thức rõ ràng về thế nào là feel. Feel là mình chỉ được hát những cái nốt ở trong cái hợp âm đó mà thôi. Cái feel mình phải nắm chắc trên tay trước. Mình tiêu là mình biết là mình sẽ tiêu bao nhiêu, tiêu lúc nào và lấy hơi ở đâu, cái nào mạnh, cái nào nhẹ. Mà không cần phải feel 8 ô không. Bây giờ bạn chỉ cần feel 2 nhịp thôi, nhưng mà nó đâu ra đó thì là người ta nghe người ta sướng. Dạ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Duyên Quỳnh. Và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại cô ấy nhé.